Cộng sản Việt Nam thú nhận tham nhũng vẫn nghiêm trọng, tin từ Hà Nội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Cộng sản Việt Nam thú nhận rằng tình trạng tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi, phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực trong tình hình kinh tế và xã hội nửa cuối năm 2012. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2012 và dự đoán kế hoạch năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa được trình Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Cộng sản Việt Nam để cơ quan này thẩm tra trước khi đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ tư sắp được diễn ra. Tổng kết tình hình 10 tháng đầu năm vẫn như là thường lệ là những lời tuyên truyền ca tụng những thành quả đã đạt được, nhưng bản phúc trình thú nhận chỉ tiêu kinh tế cơ bản và mức tăng trưởng GDP đã không đạt được chỉ tiêu đề ra là 6 đến 6.5%, mà GDP cả năm chỉ là ở mức 5.2%. Như vậy, đây là năm thứ nhì liên tiếp chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế suy sụp nặng nề. Năm ngoái thì tăng GDP đạt 5.59%, thấp hơn so với chỉ tiêu 7 đến 7.5% Quốc hội quyết định trước đó. Một sự thật khác là cũng được nêu ra trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội nửa năm sau năm 2012 là tình trạng tham nhũng vẫn còn bị nghiêm trọng. Bản phúc trình nêu rõ những yếu kém của bộ máy quản lý nhà nước, các cấp trong tổ chức, thực hiện chính sách thiếu đồng bộ, việc chấp hành chính sách, pháp luật, kỷ luật, kỷ cương không được thực hiện nghiêm nghị và tình trạng sách nhiễu, lợi dụng chức quyền, tham nhũng trong bộ máy nhà nước còn tràn lan. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá kế hoạch kinh tế chưa thực sự ổn định vững chắc, vẫn còn nguy cơ lạm phát cao trở lại. Và tổng dư của nợ tín dụng tăng thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra và chênh lệch rất lớn so với tốc độ tăng huy động vốn. Tình trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng chưa được giải quyết.